Hi, xin chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Mình là ai thì bạn cũng biết rồi đúng không? Hôm nay mưa quá các bạn ơi, đây nè. Ngập hết trơn cái đường rồi. Nãy mình lên chạy xe đường kia mà như mình đang chạy dưới sông vậy các bạn. Bữa nay Nghĩa đi học hớt tóc mấy bạn ơi. Còn anh Cảnh với lại Quy với lại bé Sưng thôi, bé Văn đi học rồi. Thằng Chí thì có công việc luôn rồi. Nãy giờ mưa lớn lắm các bạn. Mưa mới tạnh luôn. Nè. Mấy bạn thường xuyên mà thấy cái mít đúng không? Nhìn cái mít nè. Rồi gãy mẹ cái mít rồi. Mưa trong tối sáng gãy luôn kìa. Gãy cái mít luôn các bạn. Nè. Chóc mít luôn rồi. Ủa cái căn nhà. Bảy gãy. Mưa mà bắt được con cá này luôn nè. Gì? Mà không bảy gãy. Gãy điện thoại các bạn. Cái mít mà thường thường quay clip mình là bị bể. Thấy không? Tụi bay được không các bạn? Lát lát mà lỡ mà có đạp trên cái bạn biết mình đi đâu không? Tại sớm anh Tấn điện mình nói có ảnh có ngâm mình cái thùng rượu với bạn kêu mình ra mua mồi đi để bữa nào mà canh rảnh anh em ra ngoài đại ông được đại ông ăn bữa đàng hoàng bằng bữa giờ cho anh mà không đại mang dụng kỳ quá bạn chắc là chợ mình kiếm gì nướng nướng gì mấy anh em trọng lợi lẩu cá đuối làm chân xương còn chân thì nó không nhậu đâu nó chỉ ăn thôi kéo một nướng cho anh nha búp phê hả búp phê bạn đây búp phê bạn ơi tại bữa giờ mà ớt à nước à đây đi chấm đi review coi cái phải cái hồ nước tự nhiên cái nào cho bố bánh xe tiện cây rụng rãi nó để dưới này rồi mà sao nó bôi lên hoài vậy không biết nữa tại người ta tiếp cho mà bớt giặt đi nóng mà bỏ chứ mà cái thích này tao nóng nói một cà na không cái gì cà na nè dứt 20 ngàn nên là có được lãi lên nè cà na đó đâu 20 con Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trộm cắp tài sản là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay. Bên cạnh thực trạng lười lao động, thích hưởng thụ khiến nhiều đối tượng biết sai vẫn dấn thân vào con đường phạm tội. Dạ. Mở bạn nha. Đều hổ đi giờ. Mời bạn nha. Đứa lạ trời. Tỉnh như trời. Ở này nè. May thôi chứ đừng mang ba lô người nha. Có bói hả? Có bói chú. Có bói không? Bói đây, bói đây. Bói tình duyên lặng đặng gia chủ bất đại bất lực đây. Có bói tình lý không? Thôi bỏ đây. Bye bạn nha. Nói thì nói chứ không phải bạn nha. Bye bạn. Cạn cho nước cho người ta về nè, mưa mà nước luôn. Một qua một cái này nó gì mà người ta lấy hộp. Hai cây nè, hai cây nè. Trời ơi bái trời. Ảo lần cái nữa, ảo lần cái nữa. Ảo lần cái nữa. Ảo lần cái nữa. Nè, chơi băng tròn rồi nha. Bỏ túi nè. Đó, móc ra. Ê, 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 trời ơi, trời để cho ta mà. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cậu ngồi. Mẹ nhổ tóc sâu hay gì em tóc bạc nhiều. Bây giờ mới lấy cái đùi, cái này đó.
rồi. Lấy không đó, đi đâu có được. Trải hỏi mình nên lấy cái vòng lại. Cảm ơn nha. Cảm ơn nè. Cảm ơn gì. Các bạn bây giờ thì đặc sản của mình là dễ chân là đặc nước, đặc sản mình là không nước ở miền Tây, nhưng mà chỉ là có xe chạy được luôn bạn đây. Đấy. Đấy, trời này sống không? Đi vô. Các bạn thấy gì không? Đây là miền quê sông nước của tụi mình là vậy đó bạn. Sao xe chạy được luôn thấy chưa? Đó, dưới này là nếu mà câu là có thể dính được cá ba sa, cá tra bạn, còn cả 8 kg. Đặc sản xã mình nè, đó. Thấy không? Đây nè, đi chừng sập sập cống cống nha. Ôi, cá đó, cá bự lắm. Cải đi, cải đi. Cá chà bạc á. Cá chà bu nữa. Các bạn đây là nhà sàn gì đó. Mỗi năm mỗi tháng thì lên cỡ thuốc đầu vậy đó, là tại vì bữa nào cũng bán máy giật bớt rồi. Rồi nước này vô không xong nước. Kìa. Có cái thuyền thúng kìa. Đâu? Nè thuyền thúng nào đó. Thuyền thúng nữa đây. Rồi bỏ nó đi, tạo lực kinh ngấm luôn rồi. Đây nè, bạn thấy chưa? Đây là đặc sản của mình đây nè, nó có thể đi chạy được cái nước luôn. Thuyền thúng của mình kìa. Bà cứu bắt mày. Bà cứu ướt quần chân bà ơi. Trời ơi, vậy cũng chạy được đó hả? Chạy ướt nhà bà con hết rồi. Có chạy dẫn bà bò. Ừ. Mưa ầm ầm có mình hơn hai lần chạy qua chạy lỡ chạy ầm tạm lắm luôn. Sắp tới chân thu rồi, quá chân thu nè. Rồi, vừa bụng tôi á, chạy kia đường kia không chạy chạy đường này. Đây chạy đường kia rồi. Là anh cảnh tiếp tay cho. Thôi anh kia đập, cắt kia đập. Tầm nhận đây tiện lợi phải bắt cua lên bán luôn nè. Bắt cua lên cái bán luôn. Ra rồi. Đi đặt. Còn số không? Đẹp số rồi. Rồi ok. Rồi. Cảm ơn nha. Quay gì vậy? Quay tập gì vậy? Ủa, người nói bên này đâm cứng bà hai. Cơm, cơm, mọi người nha, mọi người nha, mọi người. Người nói bên này đâm cứng bà mà. Cảm ơn các bạn. Không phải, anh tới đâu, lộn nhà rồi ông nội. Ăn cá nướng rồi bạn. Vừa có nướng mà vừa ngắm sông, ngắm nước. Đi chổng bạn ơi, đi chổng hỏi coi anh đãi mình ăn gì. Mình có mồi mà anh giao rượu hay giao bia, cho nhau rượu hay giao bia. Hello đại ca, phải không? Ở đây đi đâu vui vậy? Ủa chiếc xe này nghe nó bị hư gì mà? Không nói không có rượu, rồi tôi có mồi. Hay là không có bia, tôi mới mua mồi nè. Có mồi hả? Ờ, không có gì, không có rượu đúng không? Có không vậy, anh cầm cái hũ rượu không vậy, anh nghe Quy nói hả? Vậy? Nội đóng em luôn rồi. Ông có nói đâu, ông sợ sợ không á. Có hũ rượu kém. Lỗi nhà đi ca, lỗi nhà đi ca. Nhậu nhà ấm cúng rồi ơi. Ấm cúng mới chịu. Quên nữa bạn ơi, đây nè. Mình có cái này cho bạn nè, thấy không? Lấy cái chở ra. Lấy cái chở quá nhỏ. Ở nhà ở gì hả? Người cái này khó mà. Ông lao bé, ông vợ anh chan. Lao đi, anh cho uống gì vậy anh? Superman. Trời ơi, trời uống tầm mình nữa rồi. Trời ơi, uống rồi. Gọi có vợ chị sao nổi. Đây anh anh có vợ nó, anh uống rồi sao em có vợ sao nó mày nó khác uống vô đi là biết liền à. Đây anh đứng vô uống sao anh vâng đó là chở đây dẫn mình anh xin đi đó ông nội đi đó hả lao nữa bài ra đi xin văn đây đi học anh ơi nhận qua chú qua chú hôm qua tôi tính dắt thằng đệ tôi lên rồi mà xe lại dập quá. Tô điện không tò mò lắm mấy bạn cái vụ rượu Superman rượu gì nè rượu cái kèo phải không uống vô đây. Đây. Lấy cúng uống luôn hả? À. Phải. Ơi, như nào? Rượu ông chắc rượu không tắc kè sao á? Ừ, tắc kè đúng. Uống mấy đâu các bạn. Đây. Làm nấm cái mày. Màu đậm đậm gì đó lấy là cái rượu êm rồi đó. Ông nội ông nội rượu chuối là cái Superman. Uống đi. Rượu chuối đâu. Là cho uống. Hát đi rồi tao bật mí cho cái cách ngâm của người ta. Uống người ta lát chú nhủi quá. Này rượu chuối rõ ràng, ông nội nghe rượu ngâm. Đó, ê, à, đừng ai uống, tôi uống trước. Trời
ơi. 3 ngày 3 đêm hay gì cũng tốt. Đứng trước, không, cái này dồn tới hai này mình đứng đây. Này nó lên nhà 7749 lần rồi đó. Ở gì mình uống trước cái cho nó tin. Này cũng chuối mà. Trời ơi trời. Ủa. Gỗ thẹt quý ơi, gỗ thẹt quý ơi, gỗ thẹt quý ơi. Quất quay, quất quay. Chờ tên cảnh nè. Đây cho đường đây. Nhiêu mà? Để đi chị lát em trả cho. Cái gì nhậu, 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 nhậu muốn cho đường rồi đúng rồi, nhậu cho đường nó xì luôn đó. Ủa là, vô. Ngọn nút gì dữ trời. Ngon không? Đúng rồi, đúng sắp em thấy bạn. Rượu chuối. Nhưng mà có mùi kỳ kỳ á. Còn cẳng à, còn cẳng à. Giống như mùi nhựa vậy. Uống hết này đi rồi mình làm phiên xương cái ấm bụng cái gì ngủ bà con ơi. Trời mưa. Trời là uống ấm đi trời. Uống cái tỉnh luôn trời. Dịp nội. Rồi giờ hai anh em mình xương em nhậu được không? Thôi bỏ đi. Mặt ngu rồi. Tính con mình cũng quấy hoài nha. Em rồi em. Chút đi rồi anh em cho coi. Nóng cổ rồi. Nóng cổ. Nóng cổ nữa hả? Ok. Vô. Có nghe mùi gì không? Cái hộp vậy. Rồi. Nhưng có mùi nhựa của chuối. Mùi nhựa của chuối bị chảy hay sao? Mùi thịt con cá kè ra đó. Nhìn lắm nổi. Vụ này của chuối hộp rồi uống vô lát chuối nhủi. Vô mẹ ơi. Vô. Tao làm mày dùm cái. Lâu lắm mới uống rượu lại. Ông Tứ không có cái giường. Nhãn nhãn ngọt vô cùng. Ông Tứ không có cái giường phục ô liền chẳng nghĩa là không sao đâu. Giờ mà giống như cái ghế của trai cầm. Nhưng mà nhúng cái nhồi lên chưa xì. Hai bạn lên tới còn cái đấu nè. Rồi em. Hai không mày bằng cảnh kìa. Hả uống ba ly rồi uống chết. Trời ơi lại tạo tao lại mày xưng ô xin. Bà nội nước trà đựng cũng vô nữa. Vô là trà đựng vô chưa giúp vô rồi là. Ai uống mấy bà ly uống chết bà luôn anh. Sao uống Superman. Trời ơi trời yếu là cái gió. Nóng cổ à. Mấy này cũng mạnh quá anh. Vô mời các bạn. Rượu Superman nó tính. Nóng cổ à. Nàng có vợ ba thằng không có vợ đó. Thôi cha. Tao đang bật chúng mình cứ mờ tao. Đó vô. Giờ rượu ngâm sao anh chỉ cho em đi. Rượu ngâm sao anh chỉ. Không phải giờ anh chỉ đi. Giờ ngâm sao ngâm cái gì mới được. Thì trước tiên là mình mua cái hũ về. Ừ. Rồi sau đó mình mới đổ rượu vô. Trung Quốc nè. Nó đổ nước đá vô. Cái gì quan trọng là nhâm gì vậy chồng? Sức khỏe mấy. Rồi, còn lâu rồi quá. Có thiệt. Thiệt. Đây thùng rượu em nè. Nè, anh lấy ra cho coi. Rồi đó, hiểu bộ. Đàn tè cái này không phải rượu chuối cho con bạn liền. Vô, bà gạt nó rượu chứ bằng men. Nói chung đi chị. Thôi bên đây anh Tấn trả thù vô được rồi. Bà men của mấy ổng đó. Sắp từ lớn tới nhỏ rồi. Chan chi chan chan cho. Chan chan cho chi cha cha. Ủa còn anh gái anh trai à? Gái. À ghi nhận bữa nay nha. Mấy thằng mày nhớ kỹ mặt tao nha. Bữa nay tao ngâm tụi mày, tao uống tụi mày. Thì tụi mày cứ siêu thoát đi. Siêu nhân không bao giờ bắt tử được. Vài bữa là mình sẽ ngâm rượu tụi ông trong anh Tấn. Nói lẹ. Tao nói gì? Mày ở đâu? Tụi mày không? Ủa chứ? Mày không? Cố ra. Chơi ăn đi anh nội. Mua đồ trong ăn đó. Bên em cho anh rồi gì bỏ đi. Giờ cái rượu này để em nó đi. Tự tính tiếp. Ai rượu ngâm cũng mấy bữa đó mày. Rượu tao không? Uống nè Tấn. Ê mày để vô vậy rồi sao xài được nữa. Thì chứ không, ông nghĩ để này vô uống được nữa không? Rượu nha, chích bài tao không? Gót ly cho anh Tấn đây. Gót ly cho anh Tấn đây, ông cá được nữa. Rồi. Tình anh em. Anh uống cái, em uống cái. Em có chắc bền lâu. Mà chứ mình bồi dưỡng cho anh Tấn đi, uống đi anh. Ngồi xuống đi, mình tâm sự giải sầu đi, ăn hết đồ ăn đi rồi mình đi ngủ. Bây giờ nhậu cũng cẩn trong người. Mời bạn nha. Uống đi anh, rồi tối nay về làm súp bà mẹ.
thấy không, nhãn hiệu không bao giờ bỏ, thấy không? Đúng rồi, chứ mà mang tôi vợ anh á. Bây giờ mình sẽ khúc ra đây các bạn. Ai bớt còn chết không mày? Bữa nay mình tưởng đâu làm được ăn bữa ngon lành, còn mình tấn chút cục thì cũng bị không dứt hơn bữa nay luôn. Không sao. Không hay đâu bạn. Cái này cũng khá già bạn ơi. Cái này ông ổng một sừng thôi một nanh đó. Còn quỷ cái một nanh bên đó kìa. Nó kìa nó trốn kìa. Quỷ cái một nanh. Mình sẽ tiếp đây các bạn. Bạn xem video mình có hay để lại cho mình một like, share, subscribe kênh nha. Bye bye.